À, câu hỏi thứ hai, bạn hỏi là gia đình con thì vẫn ăn mặn. Mỗi khi con đi học từ xa về thì đều giết mổ gà vịt. Con muốn nói với gia đình rằng không nên làm vậy, nhưng không biết diễn giải như thế nào cho gia đình hiểu ạ. À, cái này nó cũng rất khó. Nó phải từ từ và từng bước. Trong như nhà Phật nói là gì? Nó phải đủ duyên nữa. Nó phải đủ duyên. Nói như thế nào? À, nếu mà chúng ta chưa có một cái chưa ăn chay trường được là thứ nhất này, mà chúng ta ăn chay trường mà chúng ta vẫn duy trì được sức khỏe này là một này, vẫn học hành bình thường thậm chí còn giỏi hơn này là thứ hai này, và tinh thần của chúng ta gì vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt bình thường thậm chí vẫn tốt hơn này là thứ ba. Những cái yếu tố đó để chúng ta gì, chúng ta có thể thuyết phục được người thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta đừng có giết mổ và ăn chay, thì vẫn đảm bảo sức khỏe, đảm bảo trí tuệ, vẫn đảm bảo công việc, vân vân. Nhưng mà cái điều này rất là khó. Ở một cái đất nước chiếm đến thì khoảng độ tầm 90% những người ăn mặn như ở Việt Nam chúng ta, quả thật là khó. Còn ở Ấn Độ á, thì các bạn biết là ở Ấn Độ chiếm khoảng độ 65-70% dân số Ấn Độ ăn chay trường luôn các bạn ạ. Thầy đi sang bên Ấn Độ 15 ngày, đi cả suốt ngày ở trên đường phố, rồi nông thôn của Ấn Độ vân vân, chỉ gặp duy nhất có một nơi họ bán thịt gà. Cũng chỉ có 2-3 con gà rồi họ mổ xong rồi họ treo lên cũng ở những ngoài chợ chúng ta. Duy nhất thấy có một quán bán thịt gà và mấy miếng thịt lợn. Họ không có nhiều thịt cá bày ra đường bán cho chúng ta này, vì dân số của họ 65-70% ăn chay. Người dân thường cũng ăn chay. Ra chợ chỉ có thấy những rau dưa củ quả vân vân thôi. À, nếu các bạn mà muốn sinh vào muốn làm cái cư dân của một cái đất nước nhiều ăn chay như vậy, hãy tu đi để kiếp sau sinh sang đó. Hoặc là kiếp này có thể thì đấy, các bạn sang đó du học và có thể sinh sống ở đó, thì các bạn sẽ thấy thì ăn chay và khuyên người ăn chay rất là dễ. Nhưng mà thầy nói trước, ở Ấn Độ văn phong tục văn hóa của họ khác rất xa Việt Nam chúng ta. Người dân thành phố thì rất văn minh, rất giàu có. Nhưng ở nông thôn thì người dân rất nghèo, rất khổ và rất lạc hậu nữa. Cho nên bạn hỏi là ở đây thì làm thế nào để, không biết làm cách nào để khuyên gia đình không giết mổ nữa. Cái điều này thì thầy khuyên là nên gì? Bạn có thể có nhiều cái cách, ví dụ như là có một cái băng giảng nào nói về nghiệp báo, về sát sinh. Mà bạn nghe thấy hay, bạn lựa cái đoạn đó về để có vào điện thoại của mình nhé. Lúc đi về, lúc ăn cơm hoặc lúc mà ngồi rối rối thấy bố mẹ mình ngồi uống nước vui vẻ ở trong gia đình nhà mình nhé. Mẹ già vờ mình mở xuống mình đi qua đó, hoặc là mình ngồi đấy, mở vừa vừa thôi đừng có to quá. Mình cứ ngồi đấy, cứ giả vờ ngồi đấy gần gần đấy thì cha mẹ nghe. Nghe câu được câu không vài lần như thế. Tự nhiên mình cứ mở mình cố tình nhưng mà để coi như là mình tự nhiên đi qua cái đoạn đó và mình có thể ngồi đó để cho cha mẹ mình nghe qua cái đoạn đó. Cái này cũng có rất nhiều người làm được cái điều đó. Ví dụ như là chồng không tin Phật Pháp, nói vợ đi chùa là mê tín dị đoan. Hoặc là bố mẹ không tin Phật Pháp, nói con đi chùa là mê tín dị đoan. Thầy cũng bày cái cách đó cho một số các Phật tử và một số thì các bạn sinh viên về làm những cái điều đó, vừa mở những cái băng giảng nói về nhân quả, nói về Đức Phật và nói về kể cả vấn đề ăn chay cũng có rồi. Thế một số những người phản ánh lại là gì? Rất hiệu quả. Làm như thế rất hiệu quả. Cách đây mới khoảng hơn một tháng, hai vợ chồng ở dưới Hà Nội đi lên đây. Chồng ngày xưa làm công an, cũng rất là to, làm đến cái chức đại tá ở trong Bộ Công an, làm ở trên Bộ Công an. Vừa nghỉ hưu xong mấy năm nay. Bà vợ thì trước đây cứ phải trốn đi chùa. Khi ông còn đang làm mà cứ trốn đi chùa, không dám nói là đi chùa. Sau khi ông nghỉ hưu được 1-2 năm, thì năm ngoái thì bà có lên đây tham dự cái khóa tu Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm 1-2 lần. Về thì bắt đầu thì ông mới biết được. Đi cả một ngày mà về ông biết được. Bảo đi nói dối, đi bạn bè, phải đi về quê, đi gì đó. Có hôm thì nói là đi ra chợ xong rồi trốn đi một nửa ngày xong rồi mới về. Kiểu như thế, thích quá nhưng mà
ông chồng ông ấy cấm không cho đi, cho nên không thể nào mà xin đi được. Sau khi bắt đầu thì một lần thầy bảo là về lấy cái điện thoại là cóp một cái đoạn mà có cái bài giảng của thầy nói về mấy ông thiếu tướng, trung tướng và đại tá trong quân đội cũng lên chùa và quy Tam Bảo ấy. Mở cái đoạn đó ra, vô tình đi qua đi lại rồi cho ông ấy nghe. Và lúc đầu bà ấy mở thì đi qua ông ấy thì không thấy phản ứng gì. Lần thứ hai cũng không thấy phản ứng gì. Và lần thứ ba khi mà lên trên phòng ngủ á, thì ngủ hai vợ chồng ngủ cùng phòng đó, cho nên á, bà đem mở trước ra, bà để đấy, thấy ông ấy vào cũng không thấy ông nói gì. Và dần dần á, thì bắt đầu thì lúc đi ngủ á, bà cứ mở cái băng giảng Kinh Địa Tạng của thầy bà nghe, mở nhỏ nhỏ thôi, và cũng không thấy ông nói gì. Và một hôm á, thì không hiểu làm sao ông biết được, hay là ông xem trên mạng hay như thế nào ông biết được. Thế ông hỏi bà là mấy hôm nữa là trên chùa là có pháp hội, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi đó, pháp hội đầu năm nay đó, pháp hội tháng riêng á, pháp hội cầu an tháng riêng á. Tự nhiên ông hỏi là thế mấy hôm nữa rồi trên chùa thầy tổ chức pháp hội có lễ cầu an đấy, bà có lên thì bà lên. Đó. Các cụ ngày xưa nói để mưa dầm thấm lâu, có cần nói cái gì đâu. Không cần nói cái gì, tự nhiên ông bảo là không biết ông xem thông tin ở đâu, hay là ông chắc là cha chết trên mạng, ông mới hỏi, ông ấy biết được, ông ấy bảo là mấy hôm nữa là trên chùa có cái lễ cầu an, bà có muốn đi thì đi. Nghe ông chồng nói như vậy, bà vui quá thế, bà lúc đó mới nói với ông chồng là ừ thì đấy, mấy hôm nữa thì ông ở nhà trong nhà cho tôi đi. Không thì đi một ngày mà đi được cả 3 ngày luôn, ông cho đi cả 3 ngày, tất nhiên là phải sáng đi tối về chứ không cho ngủ trên chùa, thì về tối còn là cơm nước cho ông. Nhưng mà dù sao đấy là cái bước đầu tiên. Và đến rằm tháng 7 vừa qua thì hai vợ chồng đi lên chùa để lễ, ông lễ được một ngày. Chúng ta thấy đấy là cũng là một cái cách mà chúng ta có thể thuyết phục gia đình người thân của mình có cái niềm tin. Mình có thể không đủ cái phước, không đủ cái gì, cái định tâm, không đủ cái trí tuệ, không đủ cái công đức để nói cho họ nghe, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp đó, dùng phương pháp đó và rất rất nhiều những phương pháp khác nữa. Chúng ta có thể xem ở trên các bài giảng của các quý thầy cho chúng ta những kinh nghiệm ấy. Cho nên cái trường hợp này, thầy khuyên bạn này là cứ từ từ đi, mình cứ sống cho nó tốt và làm cho nhiều việc tốt. Sau này bạn có uy tín ấy. Hôm nay bạn chưa nói được, năm nay chưa nói được, nhưng ngày mai bạn sẽ nói được, sang năm bạn sẽ nói được, hoặc vài năm nữa bạn sẽ nói được. Khi bạn có uy tín, bạn có công ăn việc làm ổn định, bạn có địa vị trong xã hội và có vị thế trong gia đình, bạn nói gia đình sẽ nghe. Bây giờ thì chưa. Bây giờ chúng ta là cần phải học và làm cho nó tốt. Trên cái cương vị của một sinh viên, một người con, sau này chúng ta có thể mới lái được gia đình chúng ta. Đừng có vội vàng bất cứ một cái gì. Có bạn thì về thì chống đối lại bố mẹ luôn. Đó là ui dồi ôi, sát sinh là tội, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Thế này thì bố mẹ hỏi là thế nào mà mày lại nói thế? Bảo con lên chùa con nghe thầy giảng là sát sinh là phải tội đấy, sát sinh là đọa địa ngục đấy. Bố mẹ làm như thế bố mẹ sau này sẽ đọa địa ngục đấy, vân vân và vân vân. Và bố mẹ hỏi lại mà mình không trả lời được, và mình chỉ nói là thầy nói thế. Thế bố mẹ lại nghĩ ồ cái ông mấy cái ông thầy đó mê hoặc lòng người, mấy ông thầy đó là mê tín dị đoan, mấy ông thầy đó thế này thế khác thế kia, vân vân. Và cuối cùng thì mình không giáo hóa được, không cảm hóa được bố mẹ người thân của mình, ngược lại lại vì bố mẹ mình cấm đi chùa nữa, mà chúng mày đi chùa là mê tín dị đoan, mấy ông thầy biết cái gì đâu mà ông thầy nói linh tinh vớ vẩn, ăn chay làm sao đủ sức khỏe để mà sống, làm sao đủ sức khỏe mà học. Cả thế cái đất nước này mà ai cũng ăn chay hết ấy, thì bao nhiêu con vật nuôi ra để cho ai, hay là những cái con vật đó thì nó rồi thì thậm chí là nó không chết mà nó cứ sinh sôi nảy nở ra, thì con người chúng ta thì còn mất đất mất chỗ sống với nó, vân vân và vân vân nữa. Họ có rất nhiều lý luận. Nếu chúng ta chưa đủ cái đạo hạnh, chưa đủ trí tuệ để nói thì tốt nhất là gì? Cứ từ từ từng bước một, tự mình cải đổi, tự mình sửa đổi cái cho mình trước đã, sau này khi duyên đến chúng ta sẽ thay đổi được họ.